ngành than và thị xã Đông Triều cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ cùng nhau giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc tồn tại, thúc đẩy kinh doanh, tạo điều kiện để Đông Triều từng bước trở thành đô thị sinh thái cũng như đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội khác trên địa bàn. Đó là phát biểu của đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tại buổi làm việc với đơn vị trực thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và tổng công ty Đông Bắc Bộ Quốc phòng về tình hình sản xuất kinh doanh than năm 2019 nhiệm vụ giải pháp năm 2020 sáng ngày 18 tháng 3. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của 6 đơn vị ngành than trên địa bàn thị xã cho thấy, trong năm 2019, các đơn vị đã sản xuất đạt trên 5,2 triệu tấn than nguyên khai, sấp xỉ 4,6 triệu tấn than sạch. Đánh giá cho thấy, trong năm qua, ngành than đã có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương từ thị xã tới các xã phường, nơi đơn vị đứng chân và tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh, thị xã và của ngành dọc cấp trên. Song song với đó, ngành than cũng đã có sự cố gắng trong việc tham mưu, phối hợp để thực hiện các quy chế cam kết, kiên quyết chấn chỉnh các hoạt động khai thác vận chuyển kinh doanh than trái phép. Đi đôi với đó là công tác quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban dân thị xã Đông Triều đã cảm ơn ngành than đã phối hợp chặt chẽ với thị xã Đông Triều để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trên các khâu từ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản môi trường đến thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định năm 2020 là năm trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời với đó, Đông Triều cũng là cái nôi sản xuất than, do đó rất mong muốn ngành than sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thị xã để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh than. Các vấn đề liên quan tới công tác quy hoạch, giải quyết vướng mắc tồn tại Dự án đang triển khai dở Giang, vấn đề xử lý chất thải do khai thác than, quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đầu tư mở rộng sản xuất, hạ tầng, giao thông chuyên dụng cần phải được phối hợp giải quyết từ nay đến hết quý 2 năm 2020. Cũng tại buổi làm việc, vấn đề tạo điều kiện giúp đỡ cho người khuyết tật, tiêu thụ nông sản cho nông dân, quan tâm tới đời sống lao động, phòng chống dịch Covid-19 cũng đã được đồng chí Phạm Văn Thành nêu lên và đề nghị ngành than quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện.